Rồi, có một món hàng mới về á, mình quay ở đây sẵn cho anh chị các bạn xem để cập nhật mẫu ha. Mẫu nào mà cảm thấy bán được thì lấy về bán. Đây là con vịt vàng nha, vịt vàng bông to, vịt vàng bông to. Mấy cái mẫu này á, anh chị và các bạn bán lâu quá thì mới nhìn ra được. Còn như mà mới bán chưa biết á, thì anh chị và các bạn vào cái trang web là trầnsángtỏ.com ha, trầnsángtỏ.com. Thì những hình ảnh như thế này nè, mình đã bắn ở trên đó hết rồi. Thì anh chị và các bạn coi xem cái mẫu mã nào bán được á, thì mình lên Shopee, những trang thương mại điện tử để mình tìm hàng về mình bán ở khu vực địa phương của mình ha. Trên trang web trầnsángtỏ.com anh chị vào danh mục đó là bông bóng phao, bông phao hình thú. Rồi đây là con vịt bông to, bông to đây là được bông to, đây là hình máy bay to nè, máy bay lớn anh chị bạn, máy bay lớn. Đây lớn, đây là con ngựa gằn ha, con ngựa gằn. Thì mấy mẫu này thì xung quanh xếp lại thì mấy cái mẫu hàng phao này thì nó cũng có lâu rồi, nó có mấy mẫu này lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay có mấy mẫu mới về thì mình. Đây là con ngựa gằn, đây đây là con khủng long nè, khủng long nè. Đây là mấy mẫu mới nha. Thì mấy cái mẫu này mới về thì mình chưa có cập nhật được cái hình ảnh, bây giờ mình sẽ ngưng cái video lại ha, rồi mình sẽ chụp cái những hình ảnh này lại rồi mình sẽ đăng lên trên cái trang web trầnsángtỏ.com. Rồi anh chị các bạn nào xem mấy cái mẫu đó có đẹp thì lấy về bán nha, tại vì mấy này mấy mẫu mới, cái này là hàng khủng long. Rồi ok, xin chào anh chị các bạn trong cái video kế tiếp.